Chị sợ sử dụng cái con Mixer này đúng không? Quá trời nút đúng không anh chị? Đây con Mixer vừa mới về nè, F116 Pro ha. Thì con này nó có tới cho mình là tới 16 đường line để cho anh chị có thể là cắm kết nối với lại là những thiết bị riêng biệt nữa, là mic có dây, mic không dây, mic đầu thu hay là guitar, organ gì đó rất là nhiều. Và kèm thêm là tần số equalizer, chỉnh bass, chung chép, đồ gì nữa các thứ. Và có thêm là cho mình là 99 hiệu ứng vang DSP. Thì cái con Mixer này nó phù hợp với lại là dàn karaoke gia đình. Nhà bác nào có âm ly, nhà bác nào có đẩy công suất thì nếu như mà muốn chơi có vang, muốn chơi có những thiết bị mà có nhiều cổng kết nối giống như thế này đó, thì anh chị hãy sử dụng cái con Mixer này. Tại vì nó cũng vừa là một cái con văn cơ lai số và vừa là một con bàn Mixer để cho mình có thể là điều chỉnh âm thanh luôn đó. Thì đây, một em Mixer cao cấp như thế này đó. Con này thuộc phạm vi chơi gia đình thôi nhóm anh chị, em không có kêu là chơi sự kiện nha. Cho nên là các bác phù thủy âm thanh đừng có kêu vào, đừng có chửi em đó, mệt lắm. Rồi đó, nó cũng có hai cái cổng AUX luôn để cho mình là kết nối những cái cổng, những thiết bị riêng biệt giống như là nâng tiếng hoặc là vang cơ, thêm là vang số gì đó, nhiều tiêu anh chị ha. Ngoài ra thì con này cũng có thể là sử dụng bằng thu âm luôn, thu âm cơ bản luôn cũng được đó, ok chưa? Rồi, và khi có con Mixer như thế này và lắp vào dàn loa như thế nào thì em mời anh chị đón xem nha.